Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 10, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục bắt giữ Vũ Thị Diệp cùng hơn 200 khẩu súng. Trong đường dây mua bán súng đạn đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng cách đây 2 tháng trước. Theo đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Vũ Thị Diệp, 32 tuổi, cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 đồng phạm để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ. Sau 2 tháng điều tra, cơ quan công an xác định Diệp là mắt xích quan trọng trong việc mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí. Ngày 15 tháng 10, cảnh sát đã phát hiện Diệp cùng đàn em vận chuyển 63 khẩu súng các loại cho một người tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khám xét các kho hàng liên quan của Diệp, cơ quan cảnh sát thu giữ 229 khẩu súng, trong đó có 134 khẩu súng lục M911, 64 khẩu súng rulo, 31 khẩu súng lục bắn đạn cao su và hơi cay các loại. Ngoài việc giao cho các đại lý đối tượng, còn giao bán vũ khí trên mạng xã hội. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Dương Minh Tuấn, 30 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định cùng hai đối tượng liên quan là Cao Văn Hoài, 27 tuổi và Võ Ngọc Trâm, 26 tuổi, là vợ của Hoài, đóng vai trò bán súng cho Tuấn. Các đối tượng cùng trú tại thành phố Rạch Xá. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ nhiều khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn cùng nhiều vũ khí nguy hiểm khác. Qua lời khai của những người bị tạm giam, cơ quan chức năng xác định Diệp có liên quan đến nhiều giao dịch mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với Cao Văn Hoài và ba đàn em khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết năm 2019, Diệp cùng chồng là Phạm Thành Long bị Tránh án nhân dân huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Nhưng vì Diệp nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi nên được tạm hoãn thi hành án trong thời gian ở nhà diệp tiếp tục móc nối với những đối tượng quen biết tổ chức mua bán trái phép vũ khí từ thái lan về việt nam